Ok, xin chào tất cả anh em nhé, và chào mừng anh em đã đến với cái channel của mình nhá. Trong cái video ngày hôm nay sẽ tiếp tục là hướng dẫn anh em chơi bắt cầu gì đó, bắt cầu sóc đĩa nhá, hướng dẫn anh em cách bắt cầu sóc đĩa làm sao để cho kiếm lãi được nhá. Mời anh em xem nhá. Rồi, vào ngay cho mình có sóc đĩa nhá. Rồi tay này thì mình sẽ đánh một con lẻ anh em nhá, để chơi cầu trước anh em ạ. Mình cũng chưa vội vào tay công thức nhá, 3M lẻ và mình sẽ gõ 5 lít tứ tử nhá. Ui rồi, ra lẻ nhưng mà không có ba đỏ anh em ạ. À, được rồi, bây giờ thì cái công thức của mình, anh em sẽ đi tìm điểm bằng dọc cho mình nhá. Đánh sóc đĩa này thì nó lúc nào nó cũng có cái cách chơi mà đơn giản thôi anh em ạ. À, đó là tìm điểm bằng dọc. Đơn giản nhưng mà sao? Nó hiệu quả nhá. Hiệu quả mới dùng anh em ơi, tìm điểm bằng dọc này. Điểm bằng dọc nghĩa là gì? Là mỗi cái hàng dọc điểm phiên này nhá anh em nhá. Hàng dọc này, một này. Đấy, những cái hàng dọc này nhá mà chúng ta tìm được cái hàng dọc nào mà có hai con trắng và hai con đỏ ấy thì anh em sẽ tính cho mình là một nhá. Thì bây giờ một này, hai này, ba này, đấy, có bốn này, có năm, có sáu, như vậy là có sáu nhá. Sáu thì nó sẽ là một con chặn anh em ạ. Em sẽ đánh một con chặn luôn nhá. Còn ví dụ như anh em đếm ra bảy con đi thì nó sẽ là lẻ, thì anh em sẽ đánh cho mình con lẻ luôn thôi, quá đơn giản đấy. Cứ như vậy mà chuyển. Bây giờ nó sẽ có sáu đúng không, sáu tại này đánh chặn này đấy. Cứ thế mà chuyển cho mình nhớ, vào đều tay một tí là kiểu gì cũng có lãi nhờ. Bú chặn chưa, hợp lý chưa, nét căng luôn đúng không? Bây giờ thì sẽ là bao nhiêu đây? 1 này, 2, đấy, 3, 4, 4 là chặn thì đánh chặn nhá, 1M đi. Bú tiếp chưa anh em ơi, nét căng chưa, quá nét đúng không? Nào bây giờ thì lại 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. 6 là chặn thì đánh chặn cho mình nhá. Tiếp tục đánh cho mình một chặn này, được chưa anh em? Vẫn rất là hợp lý đúng không? Hợp lý liền như còn gì nữa hả anh em? Có cái gì không hợp lý không? Trời ơi, gãy mất rồi anh em ạ. À, đúng là có bú thì cũng phải có gãy nhờ. Một này, hai này, ba, bốn nhá, năm, sáu, sáu là chặn thì đánh chặn cho mình, một mờ chặn nha. Nào bây giờ thì trời ơi, lại ra lẻ kìa, là sao ta? Ủa lại gãy nữa anh em.
1, 2, 3 này, 4, 5, 6, 6 chẵn thì tiếp tục chơi mình còn chặn nhá. Bỏ tờ này quất 7 lít đi. Má bú được mấy tay tưởng ngon anh em ạ. Tưởng ngon nhưng mà không nhá. Ok chưa, tay này nét. Định đánh 5 lít để lót hai cái bên dưới hoặc là lót gì nhỉ? Lót thứ tử 1 lít đấy anh em ạ. Đấy, mỗi bên 1 lít đấy nhưng mà không hiểu sao lại không lót, đúng không? Trượt ăn mất rồi anh em ơi. Miếng ăn đến mồm rồi còn để tụt mất, buồn quá anh em ạ. Nhưng mà không sao, vẫn tiếp tục nha. 1 này, 2 này, 3, 4, 5. Như vậy 5 là lẻ thì đánh mình còn lẻ nha. Thôi được rồi, tầm này mình sẽ chơi nhỏ lại thôi anh em ạ. Mình không muốn đánh to nữa. Đánh to nguy hiểm quá đúng không? Khẽ tí nó gậy anh em ạ, khẽ tí nó gậy. Ồ, thế nó bây giờ. Ui giời ơi, thôi nghỉ anh em nhá. Thôi thì chốt tổng là chốt được bao nhiêu ta? 32 năm mà, lên 36 mà thì chốt được 35 đúng không? Thôi được rồi, tầm đấy nghỉ được rồi anh em nhé. Còn hơn là không được cái gì mà còn gỡ hết đúng không? Đấy, nói chung là mình vào theo công thức thì lúc nào nó cũng kiếm được lãi anh em ạ. À. Nhưng mà quan trọng là kiếm đến đâu anh em nghỉ thôi, đừng có tham nhá. Đó, có lãi là nghỉ anh em nhá, như mình này. Tầm này mình có lãi mà mình cảm thấy ok rồi thì mình sẽ nghỉ nhá. Và anh em xem video thấy hay đừng quên là bấm like giúp mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau của mình nhá.